Trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp cái chủ đề phân loại quan hệ từ trong phần mềm điện tử và câu tiếng Việt. Đây là cái phần kiến thức liên quan đến các cái từ quan hệ. Cái quan hệ từ được học rất là sâu, tương đối sâu trong chương trình môn môn tiếng Việt cấp tiểu học. Chúng ta hãy cùng nhau vào xem cái chủ đề này. Chủ đề sẽ bao gồm 6 cái bài học. Một là tìm xác định các quan hệ từ, hai là xác định các quan hệ từ cụ thể, ba là điền quan hệ từ còn thiếu trong câu, bốn là xác định và phân loại quan hệ từ trong câu, năm là trắc nghiệm phân loại quan hệ từ và sáu là trắc nghiệm phân loại trực tiếp quan hệ từ. Thì đây là những cái bài luyện, những cái bài học khác, những các cái chủ đề khác nhau nhưng mà đều quay xung quanh cái khái niệm là quan hệ từ. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên là các quan hệ từ. Thì đây nó có ba cái bài luyện khác nhau: tìm quan xác định quan hệ từ trong câu 1, 2 và phân loại kiểu quan hệ từ trong câu. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một cái dạng như vậy. Phần mềm sẽ tự động sinh ra các cái bài luyện. Chúng ta sẽ xác định các cái cặp quan hệ từ trong đoạn văn bản này. Chúng ta hãy dùng chuột để nháy chọn các cặp đó và bấm vào cái nút này để chúng ta xác định đó là một cặp quan hệ từ hoặc là có thể là một từ quan hệ. Bốn này để phóng to ra. Như chúng ta làm bài này nhé. Để có thể vượt dòng thác thì cá hồi phải lấy đà để lao vút lên như chim. Chúng ta có thể chọn cái cặp từ là để và thì. Chúng ta chọn để trước, bấm nút tốt. Và chúng ta chọn tiếp phần thứ hai là thì nữa. Bấm vào đây. Đúng rồi đấy. Đó, nhưng mà chúng ta làm xong là xong phần bài. Chúng ta có thể làm lại. Bấm đây lại, phần mềm sẽ ra cái bài học tiếp theo. Như vậy là phần mềm trong phần mềm đã có sẵn cái bộ từ điển các câu như này rồi. Chúng ta chỉ việc làm. Đây, cái chữ này là cái chữ là nhưng. Đây, các bạn này chỉ có một chữ là nhưng thôi. Đấy. Tốt đó. Khi làm xong chúng ta bấm nút này để thoát ra. Nhắc lại rằng là tất cả các bài luyện này giáo viên có thể nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho cái bài luyện này. Bấm vào đây, chúng ta sẽ vào một cái form và chúng ta được quyền nhập trực tiếp dữ liệu đầu vào cho cái bài luyện này. Thì các cái từ quan hệ đó được nằm trong cái tạc là HL như thế này. Đó. Chúng ta làm tiếp cái dạng bài số 2. Đấy. Bài số 2 thì nó mạnh hơn, nó đầy đủ hơn và nó tỉ mỉ ra như này, nó khó hơn một chút. Ví dụ, chúng ta cùng nhau làm thử một bài nhé. Chị nhà trò bé nhỏ lại gầy yếu quá, yếu đuối quá, người bữa những phấn như mới lột. Chúng ta kiểm tra xem là có ở đâu có các cái từ quan hệ. Chị mặc áo thâm dài đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh cô nàng mỏng như cánh bướm non lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mờ mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Các chị nhà trò vốn như họ bướm cả đời chỉ biết vẩn vơ quanh quẩn trong bờ bụi mà thôi. Ở những câu đây là hơi khó tìm đấy. Chúng ta sẽ tìm chữ là hình như cánh yếu quá, chưa quen mờ mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay. Mẹ có chữ cũng ở đây đúng không? Có thể như vậy. Cũng chẳng bay được à. Mà chúng ta chọn đây là quan hệ nhưng kết quả bấm thử nhé. Làm sai rồi. Không phải làm gì sai. Đây là một bài khó. Chúng ta có phải tìm cái đây là cái bài là hơi khó. Chúng ta sẽ phải tìm. Chúng ta bấm này để kiểm tra. Mà cho dù như vậy là phải chọn đúng cả thì mà nó là cái quan hệ tương phản. Chúng ta làm lại bài này. Nhưng mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được, bấm vào nút là quan hệ tương phản đó. Chúng tôi leo lên cao để quan sát được rõ hơn. Như vậy đây là có chữ để quan sát. Như vậy đây là quan hệ gì? Còn leo lên cao để quan sát, như vậy là cái quan hệ nguyên nhân kết quả. Sai mất rồi. Bạn hãy xem kỹ lại đi nào. Tôi kiểm tra lại ngay. Đây là quan hệ mục đích. Đúng rồi, sử dụng chúng ta đã làm sai. Chúng ta sẽ làm lại bài này nhé. Chữ để này là quan hệ mục đích. Đúng rồi. Đó.
Như vậy đây là một cái bài khó, nó trong trong phần mềm nó có một cái từ điển như vậy, và phải cái người học chúng ta phải làm rất là chuẩn bị trước cái bài này ở nhà để cùng lớp cùng làm với học sinh. Chúng ta sang dạng thứ ba của bài này, phân loại kiểu quan hệ từ trong câu. Đấy, đây trong các câu này đã có cái từ rồi, quan hệ rồi. Mẹ em không những dịu hiền mà, đây là không những mà còn đây, thì quan hệ gì đây? Nguyên nhân kết quả, quan hệ tương phản, quan hệ điều kiện kết quả, quan hệ thì biến. Đấy, thì đây là quan hệ, quan hệ là rất là khó đấy. Chúng ta không những mà còn, không những thế này mà còn thế này, quan hệ tương phản. Kiểm tra đúng hay sai nhé. Không đúng rồi. Ôi, quan hệ thì biến, chúng ta lại làm sai một lần nữa. Nhờ mà quan hệ là, quan hệ là nguyên nhân kết quả, bấm vào đây nhé. Tốt Đó, chúng ta đã tìm được cái câu đúng. nhất. Đây là câu khó hơn. Vì chúng ta sang cái phần tiếp theo là quan hệ từ cụ thể. Đây, chúng ta sẽ cái cụ thể quan hệ nguyên nhân kết quả, điều kiện kết quả, tương phản, tăng tiến và mục đích. Chúng ta thử nhé. Nguyên nhân kết quả, các bài này chắc làm tự nhau. Xác định quan hệ từ nguyên nhân kết quả, bấm vào đây. À, chúng ta sẽ tất cả các bài luyện này đều nằm trong cái nguyên nhân kết quả. Chúng ta sẽ phải chọn. Nhưng mà chúng ta chọn nhé, vì vì nhà nghèo cho nên, bấm vào đây, Đúng nguyên nhân kết rồi quả cho nên. đấy, bạn giỏi quá, tốt Đó, do nên, chúng ta thấy ngay là do tác động của ngoại cảnh cho nên. Đúng rồi đấy, Đây là bạn bài này giỏi quá, cho nên nhé. hay quá. Rồi, cái làm là chúng ta dùng chuột nhảy chọn cái từ quan hệ đó và bấm vào cái nút tương ứng ở đây. Tương tự như vậy với những cái bài luyện khác. Được chưa? Rồi tiếp theo là điền quan hệ còn thiếu trong câu. Đây là cái bài là trong máy tính đã hiện ra. Tôi lấy ví dụ, tôi bấm vào đây nhé. Chọn quan hệ còn thiếu một cái nguyên nhân, một quan hệ từ cụ thể là nguyên kết quả nhé. Tôi bấm vào đây. Ở đây là phần mềm sẽ hiển thị ra đây là cái một câu mà nó có thiếu những cái từ quan hệ. Chúng ta sẽ phải điền trực tiếp vào. Thị trường còn có nhiều biến động, rất nhiều công ty bị phá sản. Vì thị trường có nhiều biến động nên, vì và nên nhé. Ta bấm vào đây, kích chuột và bỏ chữ vì ở dưới này. Vì, bấm, ta sẽ điền vào đây. Ta lại bấm nên, ta chọn cái từ thứ hai. Và bây giờ ta đã điền xong vì nên, bấm vào đây. Sai gì? Bạn làm lại đi nhé. À, đây không phải là vì nên, đây phải là nếu, nếu thị trường có biến động do hay là vì. Đấy, như vậy có thể là thiếu như vậy. Là cái từ đây là từ do. Rồi làm tiếp nhé. Là do phải làm việc quá lâu nên Ninh đã chưa làm đủ bài tập. Vì hay là do hay là vì đấy cũng thế cả thôi. Chúng ta bấm vì phải làm việc hay là do, vì do phải làm việc quá lâu nên. Kiểm tra Đúng rồi đấy, đúng rồi đó. bạn giỏi quá. Tương tự như vậy như bài khác, đó là điền quan hệ từ cụ thể. Còn đây là các bài tập mà liên quan đến cái bài luyện liên quan các cái từ cụ thể. Còn đây là cái bài mà nó không rõ, chúng ta sẽ phải nó tổng quát. Chúng ta vào đây cái làm cũng tương tự và nó mạnh hơn đấy. Chúng ta sẽ phải xem đây này. Tất cả thì chúng ta đều thiếu cả đúng không? Đấy, như vậy đây là bài rất khó cho tìm nhé. Khi hài đến trường bấm lên kiểm tra. Đây là khi, ta bấm vào đây và ta chọn chữ khi ở đây. Ở đây là chữ nhưng đó mà kiểm tra Đúng đó. Ta tiếp theo chúng ta làm sang cái phần là xác định và phân loại quan hệ từ trong câu. Xác định và phân loại tổng quát, đây là phân loại cụ thể. Ta bấm lên một bài tổng quát như thế này. Đó. Ta sẽ cái từ quan hệ trong câu và ta chọn cái từ đó, bấm vào này, quan hệ ở đây nhé. Một chú cá heo ở biển Ben mới đây đã được thưởng huân chương. Chú cá heo này đã cứu sống một phi công khi anh nhảy dù xuống biển. Vì ta chọn chữ khi. Bấm vào đây. Vì bấm vào đây, bấm vào này. Đúng Đó. Các bạn chúng ta bạn tự làm một phần đầu rồi.
Tiếp theo chúng ta làm bài là bài về trách nhiệm. Quan hệ phần như vậy, phần mềm sẽ hiển thị ra cái bài luyện mà nó có sẵn cái phần quan hệ, chúng ta chỉ việc chọn trách nhiệm. Do nó quá chủ quan nên không đạt thành tích mong muốn, nhưng mà đó chính là quan hệ nguyên nhân kết quả. Bấm vào đây. Đấy. Sang câu tiếp theo. Đây là không chỉ mà còn, đúng không? Không chỉ mà còn. Như vậy là đó là cái quan hệ là tăng tiến. Bấm vào đây. Đó. Phần mềm tạo sinh bấm vào đây để nhập đầu vào cho cái bài luyện đó. Khi nhập cụ thể, chúng ta nhập cái một cái các đoạn văn mà những cái từ quan hệ từ được nằm trong cái nhóm, nằm trong cái tạc là HL, và chọn cái chọn cái kiểu của quan hệ ở đây. Tiếp theo chúng ta sang cái phần cuối cùng là trắc nghiệm phân loại trực tiếp quan hệ từ. Chúng ta có nhiều bài, ta làm bài tổng quát phân loại trực tiếp quan hệ từ tổng quát. Đấy. Thì cũng như vậy, đây nó hiện ra những cái một câu mà cũng được đánh dấu sẵn, mà chúng ta sẽ phải lựa chọn cái quan hệ từ. Phần này là phần khó hơn, nó nhiều những cái quan hệ nó vượt, nó sâu hơn là phần trên. Chúng ta xem thử nhé. Hôm nay thời tiết sức khó chịu, không chỉ quá lạnh mà lại mưa suốt ngày, cho nên nó là cái từ gì? Đó là cái quan hệ từ mà hai thành phần của câu lập từ liên kết câu, có phải không? Thay thế từ ngữ liên kết câu, từ ngữ kết nối câu, hay là quan hệ từ trong câu? Bấm đây là quan hệ từ trong câu, là quan hệ từ. Bình luôn chăm chỉ để học hành, làm bài tập đầy đủ để cuối năm đạt học sinh giỏi toàn diện. Như vậy đó chính là quan hệ từ trong câu. Giỏi. Đây là những cái dạng và kết nối, các kết nối nó phức tạp hơn, quan hệ từ nó phức tạp hơn. Nó không phải là bảy cái loại quan hệ từ mà ta đã làm ở trong các bài tập trước. Đấy. Tức tự đây là những phần mà quan hệ khác, trực tiếp khác, những kết quả chẳng hạn. Đấy. Vì trời nắng quá lâu nên chúng ta chọn đó chính là quan hệ từ trong câu. Mềm sẽ sinh ra những... Chúng ta vừa mới xem xét toàn bộ tất cả những cái bài luyện ở trong cái phần kiến thức quan hệ từ trong câu. Phân loại quan hệ từ, đây là một trong những cái phần kiến thức rất là sâu của chương trình môn toán, chương trình môn tiếng Việt tiểu học dành cho sinh lớp 4 và lớp 5. Phần mềm để làm cái để có những bài tập bài luyện này, phần mềm trong máy tính đã phải tạo ra rất nhiều những từ điển quan hệ từ có sẵn và phân loại sẵn, và chúng ta có sẵn để học sinh có thể làm ngay. Ngoài ra, giáo viên có thể tất cả các bài luyện giáo viên đều có thể nhập đầu vào trực tiếp để học sinh có thể làm ngay ở trên lớp.